rực rỡ và mềm mại. Tây Bắc đã cho chúng ta một kỳ quan đặc sắc mà hiếm lẫn ở bất kể nơi nào trên thế giới. Như vậy, để những du khách ghé qua được thưởng thức, được nâng lên những xúc cảm của hoài niệm một nơi nào đấy đã xa lắm.